Chào các anh em ha. Thì xin giới thiệu với anh em, đây là cái bội bảy chim cô gái lưỡng kim nha. Thì bội này là mình chống nói chung là chống chó mèo cắt là ok luôn đó. Thì anh em xài bội này rất là nhiều. Bội này thì đang kiểu lục giác nha, đang lục giác. Nói chung bội này siêu cứng nha, 9.3 siêu cứng. Nói chung bội này thì nó cứng không thể nói là tả được ha. Với nó màu vàng vàng, nó tiệp với màu đất nha anh em, nó màu vàng vàng thiệt với màu đất nữa, nên nó cũng không có lộ gì lắm nha anh em. Đó, quan trọng là nó rất là cứng, quan trọng là giữ con mồi của mình rất là ok. Thì cái độ cứng của nó rất là ok luôn. Bên mình nè, dục cái này. Nói chung cái này, hồi đó là mình có clip để cái quạt lên cái này không nhầm, thấy không? Em để cái cân lên nè, nó còn chưa có nhầm gì, nó chưa có thụng mà chưa có ấy gì xuống nè. À, ghê hồn không, cứng ghê lắm. Nói chung chó mèo chụp không vô nữa đâu, vô là chụp làm sao á. Thì cái này hiện tại thì bán cũng rất là nhiều, anh em chắc anh em xài nhiều anh em cũng biết rồi. Cái bộ này thì 360 bao tiền vận chuyển nha, 360.000 bao tiền vận chuyển. Khi vận chuyển mình sẽ có mấy, khi mình gửi cho anh em sẽ có mấy chân cắm, nhưng mà hiện tại chân cắm mình chưa gắn vô thôi, để cho nó dễ 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 sắp xếp ở nhà. Thì để viên cắm vô cái nó gỡ ra, nó vướng cái gối nó lâu, nên thành ra mình chưa có lấy viên cắm vô. Chứ còn nó cũng có viên cắm nha. Thì 360.000 bao tiền vận chuyển, anh em có nhu cầu thì cứ alo nha. Đó, tùy theo nơi bán thì anh em chất lượng là hàng đầu nha anh em. Đó, rồi đó, anh em có nhu cầu thì liên hệ nha. Số điện thoại 0913260614, mình để cái số điện thoại dưới clip á, dưới tiêu đề clip để anh em liên hệ số đó, hoặc là nhắn tin qua Zalo số đó cũng được. Mình sẽ giao hàng toàn quốc nha anh em, giao hàng toàn quốc đó, hoặc là nhắn tin qua địa chỉ số đó cũng được nha. Và cảm ơn anh em đã ủng hộ phụ kiện anh Bảy Thép những thời gian qua nha anh em. Nói chung khoảng 4 năm nay thì anh em ủng hộ rất là nhiều, mình cũng cảm ơn rất là nhiều. Thì đây là cái kênh mới, do cái kênh cũ nó bị hư nên mình xài cái kênh mới này anh em nhé. Nếu anh em đã thấy cái kênh này thì nhớ đăng ký kênh cũng lại ủng hộ mình nha anh em. Đó, thì những cái mặt sản phẩm mình sẽ gom, mình để với cái nội dung clip này trong mô tả nội dung clip này để anh em xem ha, anh em tiện theo dõi. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều.